Xin kính chào các anh chị. Sau đây em sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng với các khoản chi như chi cho vay, chi đầu tư, chi bảo lãnh, ký quỹ ngân hàng và các khoản chi khác trên Amis kế toán. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, kế toán ghi nhận việc chuyển khoản để mua cổ phiếu, số tiền là 125 triệu đồng. Với nhiệm vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Đầu tiên, anh chị vào phần hệ tiền gửi, táp thu chi tiền, chọn chức năng thêm chi tiền. Anh chị chọn nội dung thanh toán là chi khác, để phần mềm tự động định khoản nghiệp vụ giúp anh chị. Đồng thời anh chị lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh. Ở đây em lựa chọn là ủy nhiệm chi ạ. Sau đó anh chị khai báo thông tin chung của chứng từ chi tiền gửi ngân hàng. Tại mục tài khoản chi, anh chị lựa chọn tài khoản chi tiền tương ứng Trường hợp mà khoản chi có liên quan đến tài khoản cần theo dõi, chi tiết theo đối tượng như khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, thì tại mục đối tượng, anh chị lựa chọn đối tượng tương ứng. Phần mềm sẽ tự động lấy lên thông tin về tài khoản nhận, nếu anh chị đã khai báo thông tin tài khoản nhận này tại danh mục đối tượng. Tại mục nội dung thanh toán, anh chị thực hiện nhập nội dung phù hợp với nhiệm vụ thực tế phát sinh. Ở đây em sẽ nhập nội dung thanh toán là chi, thu, mua, đầu tư, cổ phiếu, Trường hợp mà anh chị muốn theo dõi khoản thu chi tiết thêm nhân viên thì anh chị lựa chọn nhân viên tương ứng tại đây ạ. Tiếp theo anh chị lựa chọn ngày hạch toán. Sau đó anh chị lựa chọn loại tiền hạch toán, hạch toán tài khoản nợ và nhập số tiền tương ứng tại cột số tiền. Cuối cùng anh chị nhấn cất. Sau khi lập xong chứng từ chi tiền gửi thì anh chị có thể in được ủy nhiệm chi theo đúng mẫu của ngân hàng để chuyển cho các bộ phận liên quan ký duyệt và mang ra ngân hàng làm căn cứ chuyển tiền. Đồng thời chương trình sẽ tự động ghi thông tin vào sổ tiền gửi ngân hàng và các báo cáo liên quan đến tài khoản hạch toán giúp anh chị. Như vậy là em đã hướng dẫn anh chị xong nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công.